vào đến tay thôi. Quay trở lại chẳng bao giờ mà biết hết á, thì lúc ra bà thấy mù luôn.
Trời. Vậy hả? Chứ ai chứ? Chị bữa chị đi làm vô đó cháu. À, nghỉ ngày vô tự nhiên thấy cây cỏ xù ra. Nổi đá nó quăng vô luôn. Vứt vô rác luôn. Trời ơi, em dễ sợ luôn vậy đó. Cây cỏ của em hả? Em cũng thích cây cỏ, em bảo chị làm tính em. Trời ơi, chịu không nổi luôn.